Hóa ra vợ ông Triệu Tài Vinh là nạn nhân trong vụ gian lận điểm thi. Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền băn khoăn, hóa ra vợ ông Triệu Tài Vinh là nạn nhân trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang. Vậy ai là nạn nhân của ai? Thông báo kết quả kiểm tra, xem xét, xử lý đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang vừa công bố khiến dư luận khá bối rối, đặc biệt là thông tin danh sách cán bộ, đảng viên liên quan đến sai phạm chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật mà chỉ yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm. Cụ thể là trường hợp bà Phạm Thị Hà, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vợ của Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Triệu Tài Vinh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm vì em chồng tác động cho con của bà được nâng điểm thi. Hai trường hợp của bà Vương Ngọc Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang cũng nằm trong danh sách vì mẹ đẻ của bà Hà tác động cho con của bà được nâng điểm thi. Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền, Phú Yên nhấn mạnh, cá nhân tôi cho rằng thông báo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang chẳng khác nào thách đố dư luận xã hội, xem thường cảm xúc của không ít thí sinh bị thiệt thòi về quyền lợi liên quan trong vụ việc tiêu cực thi cử này. Theo đại biểu Hiền, xem qua thông báo, nghe thì có vẻ quá trình và phương pháp thanh tra kiểm tra rất nghiêm túc, nhưng thật sự nội dung, hình thức xử lý được nêu trong thông báo chỉ nổi bật hai điểm, đó là thừa thãi và dễ dãi, đặc biệt ở số cán bộ đảng viên chủ chốt chỉ bị kiểm điểm rút kinh nghiệm. Thừa thãi bởi vì thay vì Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang phải ra một kết luận thẳng thắn, nghiêm túc, thậm chí đanh thép đối với những sai phạm, vi phạm của các tập thể và cá nhân, làm trong sạch bộ máy đối với cán bộ đảng viên, thì họ lại làm cái việc không khác gì đi giải thích thay cho những người có liên quan đến sai phạm một cách gián tiếp hoặc trực tiếp, bà Hiền phân tích. Nữ đại biểu tỉnh Phú Yên cho rằng lẽ do đó phải là một văn bản khách quan, công minh về cách làm, văn phong và câu chữ rõ ràng, thể hiện tính chiến đấu trong giữ gìn kỷ cương của đảng, chứ không phải kiểu sử dụng ngôn ngữ như một sự khỏa lấp, tránh né trách nhiệm của người có vai trò, có vị trí chủ chốt như thế. Văn bản phải chỉ ra được mức độ vi phạm tương ứng với vị trí trách nhiệm của những người này. Nội dung thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang có vài cụm từ với mối quan hệ thân nhân của những cán bộ đảng viên trong danh sách công bố vô cùng khó hiểu, nhập nhằng. Tôi chỉ có một cảm giác là một số đối tượng quan chức có liên quan đến gian lận thi cử bỗng dưng trở thành nạn nhân. Hóa ra vợ ông Triệu Tài Vinh là nạn nhân trong vụ gian lận điểm thi. Vậy ai là nạn nhân của ai? Đại biểu Phạm Thị Minh Hiền băn khoăn. Theo bà Hiền, khi xem thông tin trên tờ báo đảng của tỉnh Hà Giang, và cảm thấy có sự dễ dãi khi chấp nhận một kiểu giải trình đối phó có hệ thống, dập khuôn, né tránh trách nhiệm của những người có liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, danh sách có cả những cán bộ, lãnh đạo, quản lý có liên quan đến vụ gian lận điểm thi này. Ông Triệu Tài Vinh khi ấy đang là Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, bà Vương Ngọc Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đều là những người đóng vai trò nêu gương, đứng đầu, người lãnh đạo, dám làm phải dám chịu. Đừng đổ cho ai làm vớ bẩn thanh danh. Nữ đại biểu cho rằng, trong quy định về những điều đảng viên không được làm, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống và soi chiếu biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, thì hành vi tác động nâng điểm cho con cháu, dù gián tiếp hay trực tiếp, việc kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm về vụ việc bê bối nêu trên đều cho thấy những biểu hiện cụ thể. Thế nhưng tại sao một kết luận của cơ quan kiểm tra đảng lại có kiểu sử dụng ngôn từ nói giảm, nói tránh, và thiếu rõ ràng đến như vậy? Tôi nghĩ dư luận xã hội, người dân không có nhu cầu tìm hiểu và cảm thông với các mối quan hệ rích rắc trong gia đình của đội ngũ cán bộ đảng viên đặt trong bối cảnh của vụ này. Việc nâng đỡ, giúp sức, tác động, thay đổi điểm số thí sinh giờ đây không thể là hành vi cá nhân nữa. Đó là những lý giải không cần thiết. Nó biến vụ nâng điểm bê bối gây chấn động dư luận trở thành một câu chuyện bi hài, rất đùa cợt với cảm xúc của người dân, bà Hiền băn khoăn. Nữ đại biểu tỉnh Phú Yên mong rằng các cơ quan chức năng một khi đã vào cuộc cần đặt yếu tố minh bạch, công tâm lên hàng đầu. Đại biểu Hiền cũng gửi gắm đến những người có liên quan đến vị trí chủ chốt, giữ vai trò làm gương, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và trên hết là thể hiện
như vụ tổ chức giao thì mong họ đừng xem thường dư luận. Không dám nhận trách nhiệm, thiếu sự thẳng thắn và khí chất của người đảng viên gương mẫu thì đừng đổ cho ai làm bấy bẩn thanh danh mình, lương tâm mình, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền nói.